Berstar. Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quên gấm nhung hay chàng đi về xe đón đưa. Quý vị là những người yêu thích hát karaoke ở mọi lúc mọi nơi nhưng lại ngại trong cái việc mà lắp đặt các cái dàn âm thanh chuyên nghiệp. Thế thì hôm nay một sản phẩm mà có thể đáp ứng được quý vị và bạn nhu cầu đó, khi mà quý vị và bạn hoàn toàn có thể thoải mái mang đi ở bất kỳ nơi đâu, kết nối với các thiết bị Bluetooth là đã có thể hát được rồi. Thế thì hôm nay trên tay Nhật Trường sẽ giới thiệu tới quý vị và bạn một dòng mic đến từ thương hiệu Bekasao với mã là ABBA Pro. Thì đây, hôm nay Nhật Trường sẽ cùng quý vị và bạn đập hộp chiếc mic này quý vị nhé. Trong chiếc hộp mà mic của ABBA Pro này, quý vị bạn sẽ nhận thấy được một vài những cái món hàng ở trong này. Thì đây là những cái quyển hướng sách hướng dẫn thôi, thì bỏ qua luôn nhá quý vị nhá. Ở đây thì đó là những cái cáp sạc, chúng ta cũng sẽ bỏ qua luôn. Và đây là đầu để chuyển đổi. Ở đây thì chúng ta có những cái đế, những cái này dùng để giúp cho quý vị là lồng vào mic, tránh trường hợp bị lăn trong quá trình mà chúng ta để. Ở đây thì chúng ta sẽ có các cục pin, pin này thì nó là pin sạc quý vị nhé. Và đây chính là cái đầu thu của chúng ta. Cái đầu thu này giúp cho chúng ta có thể bắt được tín hiệu của đường mic vào. Vâng, và trên tay Nhật Trường lúc này đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Bekasao ABBA Pro. Quý vị có thể nhận thấy được trong một cái hộp mic như thế này, nó sẽ có hai chiếc quý vị nhé, giúp chúng ta có thể dễ dàng karaoke đúng không ạ, dễ dàng hát song ca với nhau những bản tình ca rất là lãng mạn. Rồi thì để tiện cho quá trình review thì Nhật Trường sẽ bỏ một chiếc này xuống. Quý vị có thể nhận thấy được với cái chiều dài của nó, găng tay của Nhật Trường thì nó hơn 20cm. Chính vì vậy với một cái thân dài như này sẽ giúp chúng ta rất là dễ dàng trong quá trình mà chúng ta cầm nắm cũng như là sử dụng. Ngoài ra thì với một cái màu đen tuyền như này, quý vị cũng có thể nhận thấy được cái sự sang trọng, sự đẳng cấp cũng như là cái việc mà tôn lên được cá tính mạnh mẽ cho cái chiếc mic của chúng ta. Ở trên này thì cái phần củ mic này được bọc bởi một cái lớp lưới bằng inox quý vị nhá, nhìn trông rất là sáng bóng và đẹp. Và ngoài ra thì trong cái lớp này chúng ta còn có một lớp bông lọc nữa để giúp chúng ta có thể loại bỏ được những cái tần số xấu, những cái chất âm xấu như ví dụ như tiếng gió rít hoặc là những cái tiếng điều hòa hay là những tiếng hơi thở chúng ta trong quá trình mà chúng ta sử dụng, chúng ta hát. Và ngoài ra thì với cái củ micro này nó có cái góc cộng hưởng rất là rộng, do đó cái quá trình mà chúng ta sử dụng sẽ dễ dàng có thể cầm nắm một cách thoải mái mà nó vẫn có thể bắt được trọn vẹn cái chất lượng âm thanh chúng ta đi vào. Đấy, để cho chúng ta có thể cảm nhận được toàn bộ những cái sự chi tiết trong cái giọng hát cũng như là cái chất lượng âm thanh. Và quý vị có thể nhận thấy được trên cái thân mic này, đó chính là những cái tính năng mà có thể nói là rất là ưu việt, như đầu video Nhật Trường đã có nói rồi. Nó sẽ rất là phù hợp đối với những quý vị là những người mà yêu thích sự tự do, yêu thích những cái sự phóng khoáng, yêu thích những cái dòng hát karaoke mà ở bất kỳ nơi nào quý vị mong muốn, cũng như là cái quá trình mà quý vị sử dụng nó sẽ được dễ dàng hơn. Thì ở đây nó được tích hợp rất nhiều những tính năng, từ cái việc điều chỉnh âm lượng, volume, cộng trừ trên chính cái chiếc thân này. Và ngoài ra thì nó có nút echo cộng, echo trừ, chính là nút reverb, độ vang vọng của quý vị đấy ạ. Tiếp theo ở phía dưới này chính là nút set để giúp quý vị và bạn có thể điều chỉnh được một vài những cái thông số trên cái mic. Còn nút BRI chính là cái nút mà giúp chúng ta có thể ưu tiên về cái đường mic vào. Đấy. Còn ở đây thì chắc chắn rồi, ai cũng biết đây là chính là nút nguồn. Ngoài ra thì trên này nó có một cái màn hình LCD để giúp chúng ta có thể hiển thị được một vài những cái thông số, ví dụ như là cái tần số sóng bắt này của mic, rồi thì cái mức pin chúng ta đang báo là còn bao nhiêu để chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát và có thể sạc được cho nó trước khi chúng ta sử dụng. Tiếp theo nữa đó chính là cái việc độ nhạy. Độ nhạy của củ này, của củ mic của chúng ta rất là tốt, độ nhạy rất là cao. Chính vì vậy mà giúp chúng ta có thể thoải mái hát nghêu ngao suốt cả một buổi mà không bị mệt, không bị hụt hơi quý vị nhá. Khi mà chất âm nó thu vào nó rất là được tròn vành rõ chữ. Một tính năng nữa mà có lẽ là sẽ rất cần cho quý vị và bạn, đặc biệt những người mà đã yêu thích cái việc tự do đi lại mà có thể hát được ở mọi nơi, đó chính là về pin, đúng không thưa quý vị? Pin chính là yếu tố, là cái linh hồn trong cái sử dụng mic này. Thế thì đối với dòng mic này, nó đã được sử dụng bằng pin. Pin này là pin sạc quý vị nhá. Cả cái mic này và cả cái đầu thu của chúng ta, nó đều được sử dụng bằng pin sạc để giúp chúng ta có thể vừa là sạc lại, tránh giúp chúng ta tiết kiệm được trong quá trình chúng ta sử dụng, không phải cần mua pin mới. Ngoài ra thì nó cũng đảm bảo được yếu tố một chút về việc bảo vệ môi trường. Đấy, chúng ta giảm
bớt được cái việc chúng ta thải các chất độc hại này ra ngoài môi trường là rất là tốt. Vâng, và chúng ta đã nói rất nhiều về những cái tính năng, những cái sự ưu việt trên dòng mic A3 Pro này rồi. Thế thì các cụ chúng ta đã có câu rồi, nói thì phải có sách, mách thì phải có chứng. Và để trực tiếp kiểm tra được chất lượng âm thanh của mic A3 Pro này như thế nào, thì hôm nay Nhật Trường sẽ kết hợp với lại một chiếc loa đến từ thương hiệu Bose có mã là S1 Pro. Thì cái dòng loa này đã được Bảo Châu Elec review một số riêng biệt và rất là chi tiết rồi. Thì Nhật Trường sẽ xin phép được bỏ qua, không review lại nữa, mà chúng ta sẽ đi vào trực tiếp kiểm tra được chất lượng âm thanh ngày hôm nay quý vị nhá. Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quên gấm nhung hai chàng đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bật bắn đầu? Có đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua màu? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Em đừng cần những thứ cao sang, nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em sau muôn. Vâng, và vừa rồi thì Nhật Trường cùng Bảo Châu Elec đã giới thiệu tới quý vị và bạn chi tiết toàn bộ chiếc BK Sound A3 Pro. Nếu quý vị và bạn đang yêu thích những cái dòng mic như này, rất là gọn, nhỏ, gọn và đặc biệt đa di năng như này, thì quý vị và bạn đừng ngần ngại gì nhá, có thể đến hệ thống showroom của Bảo Châu Elec, 11 hệ thống showroom quý vị nhá. Thì quý vị và bạn có thể đến đây để tham quan, trải nghiệm và mua sắm các dòng sản phẩm của Bảo Châu Elec phân phối độc quyền chính hãng. Tiếp theo, ngoài ra thì quý vị và bạn nếu như không tiện đến các hệ thống showroom của Bảo Châu Elec thì có thể gọi điện qua số hotline của Bảo Châu Elec 24/7, đó là 1900 0255 quý vị nhá. Thì quý vị và bạn sẽ được đặt hàng online và nhân viên sẽ gửi hàng về cho quý vị và bạn. Cách cuối cùng mà quý vị và bạn có thể đặt mua được chiếc A3 này, đó chính là quý vị và bạn truy cập vào trang web baochouelec.com. Tại đây quý bạn cũng có thể xem được nhiều mẫu mã sản phẩm khác nhau. Thì quý bạn yêu thích những mẫu mã sản phẩm nào thì có thể đặt mua hàng trực tiếp trên trang web. Và tất cả với những cái tính năng ưu việt vừa rồi, quý vị có thể đoán được chiếc mic A3 Pro này có giá là bao nhiêu không ạ? Thôi, không để quý vị bạn chờ lâu nữa, Nhật Trường xin phép báo giá luôn. Đó chính là chiếc A3 Pro này có giá là 1.890.000 đồng thưa quý vị. Với 1.890.000 đồng là quý vị đã có thể sở hữu được chiếc mic này rồi. Và quý vị lưu ý rằng khi mà chúng ta đặt mua hàng tại Bảo Châu Elec thì quý vị bạn sẽ được thanh toán COD tại trực tiếp khi mà quý vị nhận hàng, nếu như quý vị bạn đặt hàng online. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có được những cái chính sách về hỗ trợ trả góp từ 0% để giúp quý vị bạn có thể dễ dàng sử dụng, sở hữu được chiếc mic này. Và khi quý vị bạn đặt hàng, nếu như bán kính dưới 30 km, thì Bảo Châu Elec hỗ trợ quý vị bạn vận chuyển miễn phí luôn quý vị nhá. Cho nên quý vị đừng ngần ngại gì cả, nếu yêu thích em nó thì hãy nhanh tay đặt hàng. Bởi vì quý vị cần phải biết rằng đối với những dòng mic mà nó có tính di động như thế này thì thường sẽ bán rất là chạy và rất là nhiều khách hàng mua. Nhiều lúc Bảo Châu Elec cũng sẽ thực sự không có hàng để mà bán cho quý vị. Cho nên quý vị bạn hãy nhanh tay để đặt mua sản phẩm A3 Pro quý vị nhá. Còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị bạn trong các số tiếp theo. Xin cảm ơn. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục?
Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!